Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có khoảng 60.000 đến 70.000 người chết vì bệnh dại và 40% trong số đó là trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm do virus dại gây ra. Bệnh lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn của động vật. Người nhiễm virus dại khi đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong gần như 100%. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, virus nhân lên và hướng tới hệ thần kinh trung ương. Virus di chuyển dọc theo các dây thần kinh tiến tới tủy sống và não, phá hủy mô thần kinh, gây nên những kích động ở người bệnh. Đối với người lớn, thường tử vong sau từ 7 đến 10 ngày, đối với trẻ em tử vong chỉ sau 3 đến 4 ngày. Quý vị và các bạn thân mến, qua clip vừa rồi có thể thấy bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm đáng sợ nhất lịch sử nhân loại. Bệnh thường phát sinh theo mùa, đặc biệt là ở mùa hè khi thời tiết nắng nóng. Khi đã lên cơn dại, kể cả là động vật hay con người đều sẽ tử vong nhanh chóng trong đau đớn và hoảng loạn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn lơ là, chưa hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, nên rất chủ quan hoặc điều trị sai cách gây nguy hiểm đến tính mạng. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh nguy hiểm này, chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ nội trú Dương Văn Linh, trưởng khoa khám bệnh cấp cứu lưu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC và xin chào khán giả truyền hình. Cũng xin lưu ý là quý vị khán giả có thể xem lại chương trình và đặt câu hỏi tư vấn tại fanpage Sức khỏe Quảng Ninh và địa chỉ email chuyencungbacsi.qmg@gmail.com. Vâng, thưa bác sĩ, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng từ 70 đến 100 người tử vong vì bệnh dại và hầu hết là do chó dại cắn. Bác sĩ có thể giải thích cho Dương Hiền cũng như là quý vị khán giả hiểu như thế nào là bệnh dại không ạ? Bệnh dại là một bệnh lý cấp tính của viêm nhiễm đường thần hệ thần kinh. Và bệnh thì là thường được phơi nhiễm bởi là chúng ta tiếp xúc với cái virus dại thông qua các động vật máu nóng. Trong thành phần ở nước bọt thì có chứa virus dại. Virus dại thì lây qua các vết cắn hoặc các vết thương hở mà động vật liếm hoặc là truyền từ cái nước bọt của động vật mang dại tới người bệnh hoặc là tới các con vật. Tuy nhiên thì cũng thể bệnh này có thể lây qua con đường khác, ví dụ như là hít phải virus từ không khí hoặc là những người mà ghép các cái tạng mới mà chứa virus dại. Thì đã 100% cái bệnh nhân mà đã lên cơn dại hoặc động vật nhiễm virus dại thì đều dẫn đến tử vong. Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì có thể thấy rằng là quả thật bệnh dại là một bệnh rất là nguy hiểm. Khi người bệnh lên cơn thì 100% là không thể cứu sống. Vậy nguyên nhân do đâu mà gây nên bệnh này thưa bác sĩ? Bệnh dại thì là do virus dại hay còn là thuộc một loại cái họ là rhabdovirus. Virus này thì nó thường ở trong các tuyến nước bọt của các động vật nhiễm bị dại. Sau đó thì qua cái vết thông qua vết cắn hoặc là thông qua các vết thương hở thì virus dại từ tuyến nước bọt của động vật dại có thể truyền sang con người hoặc qua các động vật khác thông qua hoặc là do tiếp xúc với các niêm mạc như là mắt, mũi, miệng hoặc có thể do hít phải cái nồng độ virus dại trong không khí. Thì bệnh dại thì cũng có một số yếu tố liên quan đến, tức là cái tăng nguy cơ cao khi chúng ta, thứ nhất là chúng ta có thể khi mà các bạn có thể đến các vùng một số nước mà đang bệnh dại lưu hành hoặc là bệnh dại chúng ta có thể gặp ở những người mà hay đi khám phá, đặc biệt là đi khám phá những cái hang rơi ở những cái nơi mà chúng ta đi cắm trại mà có cái sinh vật, động vật hoang dã sinh sống thì cũng là cái nguồn mầm bệnh mang virus dại. Những người mà phải làm việc trong môi trường mà phải tiếp xúc với virus dại, ví dụ những người làm trong phòng thí nghiệm liên quan virus dại hoặc những người mà làm việc một số động vật, ví dụ những người huấn luyện viên cho động vật thì đó là những người yếu tố thuận lợi mà có thể bị nhiễm virus dại. Vâng, như vậy là những người thường xuyên tiếp xúc với động vật thì sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh, và khi bị nhiễm bệnh thì sẽ có dấu hiệu như thế nào? Cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ủ bệnh. Thì giai đoạn ủ bệnh thì nó sẽ là kéo dài tùy thuộc vào từng thể bệnh cũng như là tùy thuộc vào cái vị trí của vết thương, vết cắn của động vật cho chúng ta. Thì bệnh dại thì ủ bệnh có thể kéo dài từ 4 đến 60 ngày hoặc thậm chí có thể vài 4 ngày đến một vài năm sau. Tuy nhiên trong giai đoạn ủ bệnh thì bệnh nhân thường không có triệu chứng gì đặc biệt. Còn đến giai đoạn mà khởi phát bệnh thì người bệnh dại người ta vẫn thường hay chia thành hai thể. Thứ nhất là thể viêm não hay là thể liệt. Thể viêm não hay người ta gọi là thể hung dữ. Thì cái giai đoạn này thì người bệnh thường có biểu hiện là họ có thể sốt, đau mình mẩy, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Và bệnh nhân thường giai đoạn đó thì bệnh nhân thường có biểu hiện là thay đổi tính khí bất thường hay bồn chồn, lo lắng, thậm chí rơi vào tình trạng trầm cảm. Bệnh nhân có thể sợ nước, sợ gió. Còn khi bệnh tiến triển nặng lên thì bệnh nhân bắt đầu tăng tín nước bọt, bệnh nhân rất là khó nuốt và khó nhai, thường hay khạc nhổ nhiều hơn. Và đặc biệt nữa là khi giai đoạn bệnh nặng lên nữa thì bệnh nhân có thể dẫn đến các co thắt các đường hô hấp, có thể gây ra ngừng thở. Giai đoạn khi bệnh tiến triển thì bệnh nhân có thể xuất hiện các cơn co giật.
Và giữa các cơn co giật bệnh nhân có thể hoàn toàn bình thường. Và khi đã lên các cơn co giật thì gần như là 100% sau đó bệnh nhân sẽ chết. Còn thể thứ hai gọi là thể liệt. Thể liệt thì thường là tiến triển muộn hơn và nó chiếm khoảng 20% cái số bệnh nhân dại, thường ở những người có thể đã được tiêm phòng dại rồi. Tuy nhiên thể liệt này thì nó cũng lan dần lên từ chân tay, sau đó có thể dẫn đến bí tiểu, bí đái. Hoặc là thể liệt này thì bệnh nhân cũng có thể một số triệu chứng như là có thắt thanh quản, có dẫn đến ngừng thở. Thường thể liệt thì cái tỷ lệ dẫn đến tử vong thì muộn hơn, có thể là sau 4 đến 20 ngày sau thì bệnh nhân mới thể tử vong, nó không nhanh như là thể viêm não. Hầu hết bệnh nhân bị mắc bệnh dại là do động vật cắn. Vậy cơ chế lây nhiễm của bệnh này thông qua vết cắn của động vật vào cơ thể con người là như thế nào? Chúng ta biết rằng là bệnh dại thì thường là lây từ động vật sang, mà có thể động vật máu nóng như là chó, mèo, dơi, chồn. Thông qua vết cắn thì virus dại có thể lượng virus dại xâm nhập vào cơ thể theo cái dây thần kinh ngoại biên, đi đến các vùng não tủy và hệ thần kinh trung ương thì gây ra viêm não và các viêm hệ thống thần kinh trung ương. Và virus này thì nó phụ thuộc vào cái nồng độ virus gây ra bệnh, hoặc là phụ thuộc vào vị trí của cái vết cắn đó. Với những trường hợp ủ bệnh có thể 1 tuần đến 1 năm, phụ thuộc vào cái số lượng virus mà xâm nhập vào cơ thể qua hệ thống dây thần kinh, cũng như là cái sự là cái các vết cắn đó có cách khoảng cách vết cắn đó đến hệ thần kinh trung ương. Ví dụ như là các vết cắn càng gần với khu vực đầu mặt cổ, khu vực sinh dục hoặc là các khu vực mà ngọn chi thì cái thời gian ủ bệnh có thể sẽ ngắn hơn. Như chúng ta đã biết, không có loại thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh nhân dại. 100% đã lên cơn dại thì sẽ tử vong. Cách tốt nhất để phòng ngừa là tiêm vaccine phòng dại. Vậy xin hỏi bác sĩ là khi tiêm vaccine phòng dại thì có tác dụng trong bao lâu và có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người bệnh không ạ? Hiện nay thì vaccine phòng dại là cái biện pháp quan trọng nhất để được phòng chống bệnh dại. Thời gian mà cái vaccine phòng dại đấy có thể kéo dài ít nhất là được 1 năm. Vaccine này hoàn toàn là rất là an toàn và đặc biệt là nó vô trùng và rất là hiệu quả. Vì thế mà chúng ta biết rằng là cái việc mà tiêm vaccine thì là nên được khuyến cáo ngay khi mà bệnh nhân bị chó dại cắn. Khi mà chúng ta tiêm đấy thì có thể là gây ra một số phản ứng tại chỗ như là đau vết tiêm hoặc là đỏ vết tiêm. Hoặc sau một số trường hợp thì có thể tiến triển hơn một chút là có thể gây ra hiện tượng sốt hoặc đau khớp. Thế đó chỉ là khi mà chúng ta dùng liều tăng cường. Cũng giống như các vaccine khác thì chúng ta có thể sử dụng một số thuốc rất là an toàn và nó không ảnh hưởng gì đến quá trình cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng acetaminophen hoặc là ibuprofen để làm các triệu chứng giảm đau hạ sốt khi mà dùng vaccine phòng chống dại. Và chúng ta được cực kỳ lưu ý rằng là cái việc mà chúng ta tiêm phòng chống dại mà chúng ta khi mà xuất hiện các triệu chứng tác dụng phụ mà chưa nghiêm trọng thì chúng ta không được gián đoạn cái quá trình chúng ta tiêm vaccine. Tiêm phòng vaccine là cách tốt nhất để phòng tránh bệnh dại. Sau khi bị chó cắn, cách xử trí như thế nào là hợp lý nhất và cần tiêm phòng dại như thế nào để đảm bảo chúng ta không lên cơn dại? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip sau. Sau khi bị chó cắn, bất kể là chó khỏe hay chó ốm, có những biểu hiện bất thường, chúng ta đều phải thực hiện các bước xử lý như sau. Bước 1. Vệ sinh vết thương. Sau khi bị chó cắn, bước đầu tiên chúng ta cần làm là vệ sinh vết thương, bao gồm như rửa vết thương bằng nước, cần rửa ngay vết thương bằng nước thường, tốt nhất là rửa trôi bằng vòi nước chảy. Đặc biệt lưu ý nên rửa gần cống để các chất bẩn trôi ra cống không đọng lại trên nền giếng hay nền nhà tắm. Không rửa chân trong chậu, nếu có vòi có thể múc từng gáo nước ra rửa. Sau đó rửa vết thương bằng xà phòng. Xà phòng có tác dụng rửa trôi các chất bẩn, đồng thời hòa tan một phần virus. Sau đó bôi cồn iốt vào vết thương để sát khuẩn. Nếu không có cồn iốt có thể dùng rượu trắng. Lưu ý không nặn, bóp vết thương cho máu chảy ra, không băng kín vết thương. Bước 2. Tiêm vaccine phòng dại. Lộ trình tiêm vaccine phòng dại gồm 5 mũi. Ngày 0 là ngày bắt đầu tiêm, ngày 3, ngày 7, ngày 14 và ngày 28. Vừa tiêm vừa theo dõi chó. Trong vòng 10 ngày sau khi bị chó cắn, nếu con chó vẫn khỏe mạnh bình thường, không có thay đổi hành vi, không chết hoặc bỏ đi, thì có thể dừng tiêm mũi ngày 14 và 28. Còn nếu trong vòng 10 ngày, con chó có biểu hiện bất thường, có dấu hiệu thay đổi hành vi, đặc biệt chó chết hoặc bỏ đi, cần tiêm đủ các mũi. Vâng, qua clip vừa rồi thì có thể thấy rằng là có rất nhiều việc cần phải làm ngay sau khi bị chó cắn để phòng ngừa bệnh dại. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử trí đúng cách. Sau khi bị động vật cắn thì người bệnh cũng như người nhà cần tránh những việc làm như thế nào để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc, thưa bác sĩ? Trên thực tế thì là sau khi mà bị chó cắn thì một số người dân
vẫn sử dụng một số biện pháp không đúng để làm sạch cái vết thương. Ví dụ họ có thể lấy lá cây họ đắp lên cái vùng vết thương đó, hoặc là dùng xăng dầu, dạng dầu hỏa. Họ nghĩ rằng cái việc đó lại sẽ làm có thể diệt được virus dại, nhưng mà thực tế là quan niệm sai lầm. Và họ còn mong muốn đi tìm kiếm một số phương pháp điều trị khác, ví dụ như là thuốc nam, hoặc đặt trên mạng một số thuốc hy vọng rằng là sẽ cứu được bệnh dại. Nhưng mà chúng ta biết rằng là không có, hiện nay y học phát triển hiện đại ngày nay thì cũng chưa có phương pháp điều trị nào mà điều trị đặc hiệu mà khi người nhân đã lên cơn dại mà đã nhiễm virus dại rồi. Cái biện pháp quan trọng nhất phải nhấn mạnh rằng là khi mà chúng ta bị chó cắn, là cái biện pháp đầu tiên chúng ta làm vệ sinh sạch cái vùng vết thương đó bằng các biện pháp xúc sát khuẩn và để hở. Tuy nhiên là chúng ta phải nhớ rằng sau đó chúng ta phải thực hiện đi tiêm phòng bệnh dại ngay. Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ, tiêm phòng là cách tốt nhất để phòng bệnh dại. Vậy để phòng ngừa bệnh dại trong cộng đồng thì chúng ta phải làm gì ạ? Các biện pháp mà phòng cho cộng đồng thì hiện nay thì chúng ta, thứ nhất chúng ta chủ động về phòng chống dịch khi mà nó chưa xảy ra. Và ngày nay thì chúng ta có thể sử dụng các biện pháp truyền thông để đưa cái thông tin bệnh dại tới từng người dân, từng hộ gia đình, để chúng ta biết được cái cách phòng dại như thế nào. Hai nữa là nhận biết cái con vật bị dại như thế nào. Và thứ ba là cái cách xử trí mà sau khi bị tiếp xúc hoặc là bị con động vật cắn mà nghi là dại. Thứ hai là chúng ta có thể triển khai các biện pháp cho các chủ hộ gia đình mà nuôi chó mèo chủ động tiêm chủng. Những hộ này thì họ sẽ để đạt được phải có cái giấy phép kinh doanh, phải có giấy phép chứng nhận họ đã tiêm được cho động vật nuôi của họ được trên 85%. Những cái người mà làm việc trong cái môi trường và thường xuyên tiếp xúc với động vật hoang dã hoặc những động vật khác, ví dụ như là những người làm công tác thú y, những người làm ở kiểm lâm, những người làm trong cái lĩnh vực nghiên cứu về động vật dại trong phòng thí nghiệm đó, thì phải được tiêm phòng vaccine định kỳ và nhắc lại theo sự khuyến cáo của y tế. Và đặc biệt những trẻ em, chúng ta cũng tránh cho trẻ em mà tiếp xúc những cái động vật mà nguy cơ bị dại, hoặc là những cái con chó, con mèo đi lạc, tránh cho các em tiếp xúc. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng là mỗi hộ gia đình chúng ta phải, khi mà tham gia nuôi động vật trong nhà, phải thực hiện tiêm định kỳ cho con cái động vật trong nhà như con chó, con mèo để giảm cái nguy cơ mắc bệnh dại cho cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh dại tuy là bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng cách tiêm phòng vaccine ở cả người lẫn vật nuôi. Hy vọng với những kiến thức mà bác sĩ Linh chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh này, không chủ quan, lơ là và biết cách phòng bệnh cũng như xử trí khi bị động vật cắn. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Linh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.